Xin chào các bạn. Video này xin kính mời các bạn đến trạm dừng chân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan. Địa chỉ tại tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trạm dừng chân này là nơi trưng bày các sản phẩm trà thảo mộc cũng như là các đặc sản của tỉnh Tây Ninh. Ở video này các bạn sẽ được nghe cô Võ Thị Lấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan, và anh Nguyễn Thế Tân, phó giám đốc công ty, sẽ giới thiệu về mô hình nông nghiệp kinh tế tuần hoàn, nuôi bò, nuôi trùng quế, trồng cây thảo mộc và gắn với sơ chế chế biến ra các sản phẩm của trà Tâm Lan thành một quy trình khép kín. Có thể nói rằng đây là một mô hình nông nghiệp kinh tế tuần hoàn khá bài bản, đầy đủ, cần được nhân rộng. Thì cuộc tham quan này được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh hướng dẫn đoàn đến tham quan. Và bây giờ xin mời các bạn nghe giám đốc công ty giới thiệu về trang trại cũng như là công ty. Trong chương trình thân lần ở đầu tiên muốn làm sạch thì mình phải làm như thế nào? Muốn làm sạch thì chúng tôi phải nuôi bò, mà nuôi bò mà lấy phân bò bó liền. Thì ở đây chắc là cũng có nhiều người cũng biết về cái chuyện làm nông, cho nên là nếu lấy phân bò bó liền cây thì cây nó chết, cho nên là tôi phải nuôi trung quế. Hiện giờ là cái trang trại dung của chúng tôi rất là lớn, cái trang trại bò cũng lớn, nhưng mà trước dịch đó thì là nhà con, nhưng mà sau dịch này thì cái nữa là chúng tôi, cái phân chúng tôi đã dư rồi, đã thừa rồi, cho nên là bây giờ là giảm rồi. Bây giờ trại bò cũng còn khoảng 400 con mà thôi, thì tôi mới lấy phân bò, tôi nuôi chung quế, mới lấy phân chung, đó là tất cả cây nguyên liệu của mình. Nếu mà quý vị tin tưởng về đường sản phẩm của Tâm Lan thì chắc chắn một điều là không có thuốc trừ sâu, không có sử dụng hoàn toàn rất là cảm ơn tất cả bà con trong hội trường ngày hôm nay. Quý thật là nhiều lắm nha, tôi chia sẻ tôi rất là cảm ơn. Nếu mà tất cả quý vị muốn đi lên trại bò thì một chút xíu nữa tôi sẽ mời quý vị lên trại bò để tham quan. Thì cái trại bò của chúng tôi nó cái đường đi về Tây Ninh, nếu mà ngày mai mình còn họ có rảnh thì đi đường này đi về Tây Ninh thì cũng đi ngang đó. Cái trại bò bây giờ là tạm thời mà nói ở trong nói trong tỉnh ấy, thì chắc là cũng chưa có cái trại bò nào mà nó ra năng nắp giống như trại bò của chúng tôi. Rất là cảm ơn mấy người. Ngày mai còn ngày mai hẹn còn gặp thì ngày mai tôi nghe nói đâu mà có trưng bày sản phẩm ở trên sân rai á, là cũng có trà Tâm Lan của chúng tôi. Thì có gì bây giờ dùng xong rồi uống trà đi, tối nay về suy nghĩ thưởng thức, ngủ rất là ngon á. Tại sao mà nãy giờ ai cũng nói 75 tuổi mà dường như là ta khen trẻ nhiều hơn, chứ chưa ai chê là bà này 75 tuổi mà già chưa có. Thì thật sự mà nói nhờ uống trà Tâm Lan, tôi cực lắm, tôi rất là cực, cực lắm. Tại vì tất cả mình làm ra là mình quản lý là mình làm hết, cực lắm, chứ không có đơn giản. Nói giám đốc không phải giám đốc mà phải làm, chứ không phải là giám đốc mà ở không được, làm dữ lắm. Cảm ơn hết nha. Thay mặt cho công ty Tâm Lan, cảm ơn trung tâm khuyến nông tỉnh Tây Ninh và ông Thành Thái đã giới thiệu và đưa quý vị các tỉnh thành với công ty Tâm Lan có dịp giao lưu và chia sẻ với nhau. Đây là cũng là cái vinh dự cho công ty chúng tôi, công ty Tâm Lan. Vừa rồi thì chúng tôi vừa nghe
Tân Lan, tôi muốn chia sẻ về Tân Lan và của công ty chúng mình. Thật ra thì trong cái quá trình làm, người ta vẫn thường nói thì trong cái lao động nó sẽ sinh ra, sẽ phát minh ra, sẽ sáng tạo ra những cái phương thức chúng ta làm cho nó hiệu quả hơn. Thì xuất phát từ ban đầu là một cái mong muốn của giám đốc Tân Lan trà thảo dược để mà mang đến cái phục vụ cho cái người tiêu dùng về cái sức khỏe từ những cái loại cây thảo dược. Thì trong cái trà Tân Lan mà nãy giờ quý vị đang dùng trên trên bàn của mình á, nó còn một cái loại trà, cái trà Tân Lan nó từ bốn cây thảo dược, đó là cây cu men qua, cúc qua, lược vàng và cây hoàng mẫu. Thì cái nguyên liệu để sử dụng để chế biến ra cái loại trà này đó, nó phải là cái cây thảo dược mà cái dược liệu cái dược tính trong cái cây nó được đảm bảo. Và để được đảm bảo cái tính dược liệu trong cái cây đó, thì chúng ta phải trồng tự nhiên giống như là trong rừng trong thiên nhiên vậy. Cho nên là cái việc mà chăm sóc cái cây bằng cái loại phân hóa học hoặc là sử dụng cái thuốc trừ sâu để cho nó tốt, thì cái thành phần dược liệu trong cây nó sẽ mất đi, sẽ giảm bớt. Chính vì vậy cho nên đó là Tân Lan muốn có đủ cái nguồn nguyên liệu để sản xuất ra một sản phẩm như thế này thì buộc chúng tôi phải đầu tư cái diện tích đất cũng khá lớn. Hiện tại giờ tổng diện tích đất dụng liệu của Tân Lan thì cũng khoảng gần 100 hectare. Và để trồng cái rễ nó tự nhiên như thế, chúng ta chỉ bón được cái phân mà cái phân xanh thôi, phân bò. Thì đầu tiên thì chúng tôi cũng chưa có nuôi cái loại bò đâu, chúng tôi cũng mua cái phân bò để về bón. Khi mua phân bò về bón á, phải để cái thời gian mà để cho cái phân mà để phân bò khô mủ cho nó hoa ra ra để mà cục ra để mà bón được vào cây á, thì mất phải từ 6 tháng tới 1 năm. Chính vì vậy cho nên đó là cái thời gian rất là lâu. Và nếu như mà đi mua phân từ các đại phân trùng quế hồi xưa ở đây ở Củ Chi có cái đại phân trùng quế, thì chúng tôi chỉ mua bón vào một lần thôi, thì nó lại mất cái tiền đến khoảng gần khoảng tầm 2 tỷ tiền phân của bón cho một đợt phân cho cái cây nguyên dùng nguyên liệu. Chính vì cái chỗ đó cho nên là Tân Lan thấy rằng là cái việc mà nếu mà đủ để cái nguồn phân của bón cho cái vườn nguyên liệu, thì chúng tôi buộc phải nuôi con bò, hay là nuôi một cái trang trại bò để mà chúng tôi có đủ phân để bón. Và khi nuôi cái trang trại bò này thì chúng tôi làm luôn cái trang trại trùng quế, để từ cái phân bò ra chúng tôi đưa qua cái trại trùng quế để cho trùng quế ăn và cho ra cái phân trùng quế. Thì như vậy thì hiện tại bây giờ trong vòng khoảng 45 ngày, thì cái lượng phân chúng tôi lấy ra, nếu mà tính theo cái giá hiện tại bây giờ khoảng tầm 2 đến 3 ngày một ký phân trùng quế, thì chúng tôi bán ra được khoảng tầm 2 tỷ đồng, khoảng trong vòng 45 ngày chúng tôi lấy được một phân. Và để mà nuôi bò thì rất là đơn giản, tuy nhiên để mà đủ thức ăn cho con bò đó là một cái vấn đề. Hầu như trong cái nhân dân, trong người dân bình thường chúng ta nuôi ở nhà khoảng nuôi cỡ 5 con 10 con, để mà có đủ cái lượng cỏ để mà cho bò ăn, 5 con 10 con, có thể trong gia đình ít nhất là phải có một cái người mà gọi là người chính thức, người chính để chuyên chăm sóc và đi cắt cỏ cho bò suốt ngày, có thể là chưa đủ cho bò ăn. Chính vì vậy cho nên là trong cái việc mà chúng tôi mà nuôi để đủ cái lượng, có lúc mà đàn bò chúng tôi lên đến khoảng 10.000 con, như vậy thì cái lượng thức ăn để cho những con bò ăn cũng khá lớn. Chính vì vậy cho nên cái diện tích đất mà cây trồng cây nguyên liệu của chúng tôi thường là chúng tôi trồng nó cuốn chiếm trồng cuốn chiếm 50% chúng tôi trồng cây nguyên liệu và 50% còn lại chúng tôi trồng cỏ, cũng như là trồng các loại cây khác, ví dụ như trồng củ mì, trồng củ sắn, các loại thì khi mà thu hoạch những cái loại nguyên liệu này, chúng tôi đưa ra, chúng tôi chế biến lại thành cái thức ăn cho cái là cám cho bò, cũng như là chúng tôi nuôi cỏ trồng cỏ. Và từ cái phân trùng quế đó chúng tôi lấy, chúng tôi bón lại cho cái vườn nguyên liệu của mình, cũng như là bón lại cho cái vườn cỏ thức ăn cho bò. Như vậy chúng tôi có một cái vòng tuần hoàn từ cái trang trại bò, chúng tôi có cái phân ra cho trùng quế, rồi trùng phân trùng quế đem bón ra cho vườn nguyên liệu, và từ vườn nguyên liệu nó có cái cây nguyên liệu chúng tôi chế biến thành cái sản phẩm trà Tân Lan, cũng như là các cái loại sản phẩm trà Tân Lan, trà gối hay là trà thì canh khác từ cái vườn nguyên liệu này.
và ngoài ra thì cái nguồn kinh tế mà để mà gọi là nuôi cho cái đại bò này thì cái thu nguồn thu từ cái thịt con bò của chúng tôi thì cũng đủ để mà đăng tải cho cái lượng nhân công của anh đại bò khoảng tầm dưới 40 người phục vụ chuyên nghiệp cho cái vùng nông nghiệp cũng như là cái đăng tải bò của mình. Thì trong thời gian vừa qua thì công ty chúng tôi ở tại tỉnh Tây Ninh này cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái lĩnh vực phát triển về kinh tế nông nghiệp cũng như kinh tế tuần hoàn, tôi để cho ra những cái sản phẩm mà nó đạt được cái chất lượng ổn định cũng như là giải quyết được cái công ăn việc làm cho cái người lao động cũng khá nhiều. Hôm nay thì chúng tôi được một lần nữa được đón tiếp các cái đoàn ở các tỉnh thành về đây để tham quan. Có thể là thời gian nó cũng khá có ít, là dự kiến trên trung tâm báo xuống thì khoảng tầm đầu giờ chiều khoảng 1:30-2 giờ đó đoàn sẽ ghé, nhưng mà chắc là do nhiều lý do khác nhau hôm nay đoàn đến cũng hơi trễ, cho nên là chúng tôi cũng dự kiến là sẽ đưa quý vị tham quan một cái nhà máy sản xuất trà của chúng tôi ở cũng gần đây, ở đằng sau đây. Vừa đạt chuẩn cái CV quốc tế, tuy nhiên thì chắc là thời gian bây giờ nó cũng đã khá ngắn, cho nên là cái việc tham quan nhà máy chúng tôi xin hẹn lại quý vị dịp khác, và có thể chúng ta bây giờ không còn đủ thời gian để di chuyển và tham quan cái căn đại bò thôi. Và tại vì cái căn đại bò đó thì sau căn đại bò thì quý vị có đi một cái đơn vị khác nữa thì cũng gần ở đó. Cho nên là tôi xin kết thúc cái bài phát biểu của mình và giới thiệu của mình tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã chú lắng nghe. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.